Hello các bạn anh em nhé. Súp là một trong thiết bị không thể thiếu được trong một dàn nghe nhạc và hát karaoke chuyên nghiệp. Tiếng súp nó tạo ra giải bass dày, bass ấm, bass sâu và uy lực, giúp cho người nghe nhạc và hát nó sẽ đạt được những thăng trầm và trải nghiệm khác nhau. Thì trước mắt các bạn và anh em, Hành Nguyễn đang giới thiệu về những quả súp hơi 50 đến từ các thương hiệu khác nhau. Và quả súp này rất phù hợp cho anh em đánh sâu sự kiện ngoài trời, những cái bộ sự kiện nhỏ nhỏ anh em cần đến cái độ mạnh mẽ là cái bát, rồi là phòng hát karaoke, rồi là gia đình, thì những quả súp này có tạo thành cực kỳ hợp lý để anh em đầu tư. Độ bền cao, âm thanh ra thì mạnh mẽ uy lực. Bây giờ em giới thiệu lần lượt bác nhá, và thấy hợp ở mẫu nào thì alo cho em. Đầu tiên là cặp súp Audio Center, thì dòng này ấy, đồ thiết kế như sau nhé: thùng gỗ ép cao cấp, sơn sần nhựa rất chắc chắn, hỗ trợ giá cắm 3 chân. Thì dòng này ấy, cái thùng nó cực kỳ chắc chắn nhé, nước không ngấm, không ngấm nước, rộng 71, sâu 65 và cao 57, cơ thế bò tròn giống như dòng súp của JBL 718 nhé, rất đẹp luôn. Một cái thương hiệu Audio Center đến từ Tây Ban Nha, sở hữu một củ bát từ 22-100 thôi nhá, đánh cỡ uy lực luôn. Cái con này thì đúng là chất rồi. Và đây cái vỏ này nó quá chắc. Thì với dòng súp Audio Center này em có một đôi thôi nhá, anh em mà muốn đánh trong gia đình cũng được. Thì em có những đôi loa như 4733-725 thì quá ok, hoặc là loa đơn. Đây con này. Đấy. Con này có model là DF118B HB, và công suất nó quá khủng khiếp đó nhé. Đây em chụp anh xem. Để dưới đặt không, công suất dầm S 1000W và độ nhạy nó tới 128 dB, tức là nó nhạy hơn cổ loa full anh em nhé. Đấy, chỗ này cái bát của anh nhà chắc dày, uy lực mạnh mẽ và phê loại. Đấy, sản xuất tại Tây Ban Nha, hỗ trợ hai jack logic nhé, quá đẹp luôn, thùng chắc chắn. Con này thì các bác biết là bàn rồi, chơi sâu sự kiện ngoài trời đúng không, chấm mất cho cuộc tình hoặc gia đình. Đấy, Audio Center mã nhá, nó là BF118B HB, giá thì em báo luôn cho anh em chủ động này, 6.000 đồng một quả. Đấy, tiếp theo là những quả súp sản xuất tại Anh Quốc, có mã là XTTO nhá, England Show. Con này thùng gỗ và nó thiết kế kiểu hình lập phương, vuông vắn đẹp đẽ. Con này rộng 58, sâu 69, cao 63, cũng sở hữu một củ bát là từ 22-100. Đấy, bao nhiêu cái màng đẹp chưa, gân độ tầm dầu, màng sóng nhá, con này có màng sóng nhá. Đấy, thì con này bên em cung cấp với giá cũng là 6.000 đồng, thùng gỗ chắc, tất cả thùng gỗ ép nhá, thỏ mái nhảy nhót các kiểu con nào đều hết. Đấy, tiếng này có phê. Thì em còn hai quả, à một quả nhá, một quả XTO. Đấy, chứ là hai quả thôi, một quả là nó mất tem và dán cái tem Martin thôi nhá. Đấy, cái này là dán cái tem Martin thôi. Đấy, em có thể là khẳng định bác, những con này nó cho tiếng bát đánh cực kỳ uy lực, mềm mại và sâu. Và tiếp tục những quả súp DC không nhá. Đấy, DC con này cũng sở hữu một cái bát là từ 22-100, cân lụa tầm dầu 26, màng phẳng, thùng gỗ cao cấp, rộng là 56, sâu 60, cao 71, phù hợp anh em đánh gia đình luôn nhá. Đấy, DC có 4 quả bác nhá, 4 quả này. Đấy, về dòng Martin thì cái chiếc thùng nó giống này thôi. Đấy, đây, nó như nhau thôi, cái khác logo thôi. Bát cũng là bát mang phẳng, gân độ tầm 26, thùng gỗ chắc chắn nhá, giá cũng 6.000 đồng. Và những quả súp Tây Ban Nha, đến từ Tây Ban Nha không nhá. Đấy, con này thì rộng 52, sâu là 63, cao 78. Con này thì nó là thùng nó cao hơn, nó vuông nó cao hơn, nên là cái so sánh thì con này nó cao thùng hơn, đúng nhá. Tất cả đều từ 22-100 hết, đều là bát khủng quá nhá, chịu được áp lực cao và uy lực. Thì đồng bộ giá với em đều bán là 6.000 đồng một quả, sâu bù với nhau nhá. Nó thích mẫu nào cũng được, Audio Center này, rồi là XTTO này, DC này, rồi Chan Audio. Đấy, thì những quả súp gọi là bãi bình dân, nhưng mà đổi lại thì cho bác một chất lượng âm thanh thì có phê luôn. Đấy, bác có chụp ánh một con đẩy tầm khoảng 3 kênh ghép quả súp vào đúng không, mà cắt tốt thì nghe cực phê nhá. Súp xịn là súp
bình dân thì cơ bản nó chênh nhau cũng không nhiều với ông ấy nhá. Súp nó tạo cái bát dày mà. Đấy thì đây là dòng súp bên em một cấp. Đấy, ngoài những con súp 50 thì em còn súp 40 HZ luôn nhá. Đấy. Có rất nhiều súp Mỹ này. Đây. Như quả súp 718 xịn này. Đấy. Quả súp STX 818 nhá. Mới nhất này. Lexo này. Đây, HZ này. Cái này giá nó rất đơn giản đấy. 5,5 nhá, HZ 40. Đấy, súp rất nhiều. DBL thích luôn nhá. Cao cấp bánh như Mỹ luôn. Súp 7S. Xe Queen Vega này. 50 ấy. Giờ xếp của Ý quá nhá. Ý, con này là 330. Còn đây là súp điện Gutin. Gutin Gutin. Đấy đi. Em quay qua cái hoa súp, ngoài ra những dòng loa sự kiện lại ở đây nhá, súp kép. Có lại ở đây. Đấy, súp kép này, lại ở đây. Và nhiều dòng loa khác như 615. Đấy. 615 DV. Đây là clip giới thiệu vậy thôi bác nhá. Có nhu cầu liên hệ với em. Xin chào bác nhá. Chúc bác buổi chiều vui vẻ.